Tam giáo nhờ cộng đồng dạy bảo cho con tư ân hiếu nghĩa lo tròn chánh tà phân rõ cho con hiểu thường đầu cuối lại thập phương chư Phật ngã đổ người đời tàn tật khổ đau chịu nhiều cực khổ biết bao đói no chẳng biết ngày nào yên thân đầu cuối lục thân Bồ Tát à, giúp chúng sanh đổ đạt quy phong nạn tai khói lửa chất chồng mong nhờ Bồ Tát hết lòng cứu an đầu cuối lại Tây Phương Phật Tổ ban phép lành bảo hộ nhân sanh cứu cho dứt khỏi bệnh tình quyền di Phật Tổ quay linh hải hà đầu cuối lại Di Đà Phật Tổ giúp người đời cảnh vật dương gian độ cho ba tâm an nhàn người tu sẽ được bình an trở về đầu cuối lại chuẩn đề tổ mẫu cấm trần đời năm dầu có an cuối xin tổ mẫu hạ bàn giúp cho ba tâm bình an hội này đầu cuối lại Phật Thầy Phật Tổ giúp chúng con giác ngộ tầm tu lánh xa tội lỗi ngục tù độ con giữ vững đạo tu trọn nguyện đầu cuối lại cụ thiên quyền nữ giúp chúng con thi cử mạng ba độ cho nam nữ trẻ già đến ngày dứt hội long qua mãn phần đầu cuối lại quả dân thánh ni mẫu ban phép lành chánh đại thủy lôi gió phong thủy quả phục hồi chúng sanh vạn vật trao dồi chữ tu đầu cuối lại dân thù xưa lợi xả cho con dứt nợ trần ai quyền di phép thuật của ngài phủ dây khắp cả lâu đài ma dương đầu cuối lại Tây Phương Phật Tổ linh hòa
ruộng vườn. Đầu cuối lại Nam Phương Phật Tổ A Xà Tiện Thần Cốc Quỷ Trừ Ma. Việc thôi lớp lớp hằng hà khử trừ tất cả quỷ ma đầy đường. Đầu cuối lại Đông Phương Phật Tổ A Rải Bồ Đề giác ngộ chúng sanh, ban cho phước đức điển lành cứu người thoát khỏi ngục hành tai ương. Đầu cuối lại Đông Phương Phật Tổ Phổ Linh kỳ chuyển lực cơ quy, bình đau ngã xuống cấp kỳ qua phong thủy thổ đại quy cùng thường. Đầu cuối lại Trung ương Phật Tổ Trăng Ngộ Hành bảo hộ muôn dân, đại bình dây khắp biển trần thiên la địa dòng hộ dân khỏi lầm. Đầu cuối lại Quan Âm Nam Hải nhổ cầm dương rải nước cam lồ, cố người thiện niệm Nam Mô Từ Bi Bác Ái Hư Vô Tâm Lành. Đầu cuối lại Ngọc Thanh Bồ Tát Nga lãnh lĩnh trời cứu các vạn dân, khuyên cho ba tánh chốn trần gắn công tu niệm lập thân hội kỳ. Đầu cuối lại Đại Bi sĩ đại hiền, mở ra pháp đạo tu tiên dắt diệu ba tâm trần miền gắn công. Đầu cuối lại tiên ông Thái Thượng Linh Đơn Khoa Dưỡng Nhân Sanh, sống đời tôi thọ trì kinh cùng nhờ mầu nhiệm phép linh cứu nàng. Đầu cuối lại Lê Sơn Thánh Mẫu phép nhiệm màu rải thấu càng khôn, khử trừ ma quỷ dâm đòn, khuyên cho ba tâm giữ hồn kỳ ban. Đầu cuối lại Tử Nha Thái Thượng lãnh lĩnh trời kỳ phương phóng lại, lập thành hai gái một trai tiên đồng ngọc nữ hắn sai đón chào. Đầu cuối lại Nam Tàu Bắc Đẩu thiện do lành năm dầu phân chia,
đầu cuối lại tiếng ông Bạch Hạc Nga dạy Phật trần sẽ quạt phóng quang hướng tầng tránh thủ bình trời thâu ấn qua tiên chuyện xây nhật nguyệt đạo quyền âm dương hấp thổ giữ yên bình hòa đầu cuối lại lệnh bà cố phẩm trăng ngàn trùng linh tiêu quái phong binh mã đủ điều trắng ngàn ba tâm dắt diều dòng linh đầu cuối lại xích tính lão tổ ban phép màu bảo hộ cho con dẫn ngang đạo nghĩa sông toàn ngày nay tất cả chúng con lại cầu đầu cuối lại Minh Châu Ngọc Tương hạ phạm trần cứu dưỡng ba gia diệt trừ yêu quỷ hằng hà ra tay dẫn đạo mẫu bà càn khôn đầu cuối lại lão tôn đại thánh lãnh lệnh trời diệt quỷ trừ ma tróc linh răng hổ dùng cây thiết bạn đánh ra tỏa quần đầu cuối lại chân nhân thái ất hạ phạm trần giảng vật phù linh bảo toàn bốn mạng chúng sinh Phật trần dây lòng dạng binh thủy điện đầu cuối lại phổ hiện Bồ Tát giúp người đời bỏ ác từ tâm ăn năn những việc đã lầm từ bi hai chữ tâm hiện hòa đầu cuối lại Phổ Đà Bồ Tát giúp chúng con đổ đạt trường thi thệ nguyện hai chữ quý ấy tranh giành cái giả sân si chẳng đầu cuối lại Minh Hoàng xuất thế khai hội thành kinh lễ từ thân lâu nay xuất thế hồng trần lập đời đại hội phong thần kỳ ba đầu cuối lại Minh Hoàng xuất thế khai hội thành kính lễ từ thân
tăng kỳ ba. Đầu cuối lại cung qua nương trưởng hạ tỷ bà lòng phương trần vang. Tiếng tỷ báo hiệu chẳng ngang để cho tất cả dương gian kinh thành. Đầu cuối lại ngũ hành năm mẫu hỏi chúng con theo dấu năm bà. Lên trời xuống địa rất xa biển sao bà dắt con về cung tiên. Đầu cuối lại nhiên đăng Bồ Tát nghe ở trần miền loạn lạc biết bao. Cuối xin Bồ Tát lai trào giúp con trở giấc chim bao con về. Đầu cuối lại Bồ Đề Sư Tổ phép nhiệm màu dạy dỗ chúng con quý tâm học đạo cho tròn gắn công tu luyện pháp quy đại hiền. Đầu cuối lại thông thiên giáo chủ ban lệnh kỳ hỏi đủ chư tiên. Bốn phương vũ lòng đạo quyền để cho sanh chúng bình yên dừng lòng. Đầu cuối lại đại đồng lão tử sai tiên thần trấn giữ trung ương. Rao tầng khắp cả bốn phương ở ngài chính giữa trung ương có ngài. Đầu cuối lại hồng hà Di Lão lửa tam thanh diệt bảo trừ gian. Đố tiêu ma quỷ trần hoàng giúp người tu hành bình an muôn đời. Đầu cuối lại Phật trời thần thánh tư tiên dương lạnh lạnh bình thiên. Giảng muôn là hán hạ miền cổ dây tư phía diệt muôn tinh tà. Người sống sót thiệt thà nhân đức, kẻ hung hăng lập tức tiêu tan. Cố người tu niệm dương gian hung hăng xóa sổ hạ mạng lóng qua. Lập trận chiến màn ba kết thúc phân đành rành trong ngục địa tiên. Đông thành có hơn trung tiên
cung vàng xả tiễn đảo điên địa cầu. Khắp ba tánh năm châu lo lắng cực khổ hành dài nắng dầm mưa. Tứ tiên dân lệnh thượng thừa phi phong đảo hải không chừa ác gian. Đầu cuối lại minh quang tôn Phật ngà bấy lâu nay ẩn vật Tây Phương. Màn ba gián hạ trần đường giúp người tu hành Tây Phương trở về. Đầu cuối lại lục tề đành chúa phế nhiệm màu giấy bùa khắp nơi. Ngày nay dân lệnh Phật trời phép màu sửa đổi lập đời thương quân. Đầu cuối lại chân nhân trung tử lập phong thần thi cử mạng ba. Thiên cơ thiết lậu mỗi nhà cho người thức tâm hiểu ra luật trời. Dân trung tử lập đời thượng quốc thay địa cầu cấm vật điền phong. Binh đao khói lửa chất chồng thần thông biến quá hô phong đảo quyền. Đầu cuối lại bạch liên thâm ni mẫu hương khói trầm sông khói mười phương. Chúng con sải bước lạc đường cuối sinh thâm ni mẫu xót thương người phàm. Đầu cuối lại thiên nam minh nguyệt nga giúp người đời trừ diệt tà tinh. Chúng sinh dương phải bình tình mong ngày ban chúc màu linh cứu nàng. Đầu cuối lại thánh quan tam đế hỏi kỳ ba vô kể tai ương. Mong cầu quan đế xót thương chúng con mắc nạn giữa đường bơ vơ. Đầu cuối lại thiên cơ đạo trưởng nga phất lệnh kề phương nga tung bay. Dân diều nam nữ gái trai trẻ già lớn nhỏ hẳn sai đón chào. Nay đạo trưởng thiên cơ mở lối hộ chúng sanh cải hối từ tâm. Ăn năn những việc đã lầm cũng nhờ đạo trưởng tận tâm mở đường. Đầu cuối lại lục ngương thanh ni mẫu mở đường trời rọi thấu tâm linh. Xét soi lòng dạ chúng sinh tu hiền sẽ bước phải
thăm hai người. Đầu cuối lại Dương Ngô trưởng lão phép nhiệm màu dạy bảo cho con hiểu trong hai chữ sống còn hoằng khai đại đạo cho con đắc thành. Đầu cuối lại tam thanh dương tử lạnh lạnh trời phụng sự triều gia rao từng khắp cả mọi nhà sẵn sàng báo hộ xảy ra điều gì lũng nguy biên diệt chi cũng có người thô hiền hiểu rõ đường đi đường nào về chốn cung di đường nào trở xuống a tỳ ngục môn tam thanh ni tử dắt hòn dắt xác quả địa cầu giải thoát cầm luân hào quang chiếu sáng rất mừng dành riêng tu sĩ đưa chân bước vào đầu cuối lại đại trào thượng khỏi ban cầm rồng đầu đội kim khôi trần gian tu học xong rồi ban cho phép hiệu đứng ngồi tòa sen nam mô quyền khung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn nam mô diêu trì kim mẫu vô cực đại từ tôn nam mô a di đà phật. Đầu cuối lại hồng quân lão tổ giúp người đời phù hộ chúng con. Từ lâu con đợi mỏi mòn đến ngày tận diệt hồn con trở về. Long qua hỏi cần kề sắp đến tâm thần con vô bến vô bờ sợ rằng con phải chơi với hồng quân lão tổ đợi chờ cứu con khai mối đạo làm tròn tâm quyết nga ở trần miền thời tiết không an âm dương hấp thụ nguyệt hàn rồi đây tất cả dương gian khổ hạnh đầu cuối lại thanh ni âm dương mẫu giúp chúng con thi đậu kỳ ba hăng say môi đạo mẹ già thương quên con được đứng ra chấm bài long qua hội thi tài nhi nữ đắc quả thành thi cử nam nhi chúng con trai gái vào thi lại cầu thanh ni mẫu từ bi hộ phù giải nghiệp chướng chữ tu đắc pháp mà công
quả này đền đáp mẹ cha. Đời tàn dứt ngồi lòng qua, chúng con có mẹ đưa qua lầu đài. Đầu cuối lại các ngài thiên thắm hộ chúng con trong cầm đinh đao. Đang rơi bom nổ đầu cuối lại địa cầu nhất đế, đừng phạt hành khó dễ chúng con. Nếu mà tội lỗi con còn mong nhờ nhất đế tha con tội tình. Đầu cuối lại thượng minh đại hải, độ chúng con gặp phải tai qua. Mênh mông sông biển hằng hà, mong nhờ tứ hải buông tha con hiền. Đầu cuối lại đại điện Bồ Tát, ban ngọc trời rải rác cho con. Chúng sanh chết sống hay còn cũng nhờ ngũ cốc độ con trọn đời. Sống dương thế thì nhờ gạo lúa, sâu bỏ rầy giấy mùa mênh mông. Phủ dây tứ phía càng đồng, mong nhờ đại đế thần nông diệt trừ. Đầu cuối lại thanh hư đại tiết, giúp mùa màng trừ diệt rầy sâu. Phân mùa gió tiết, mong cầu chúng con đảnh lễ dập đầu cầu xin. Mong đại tiết hiện linh trợ giúp, ngày lần đêm lần thập điền nương. Thánh hư đại tiết xót thương, quyền linh bảo hộ ruộng vườn núi non. Người tộc thế có còn hay mất, hoa quả màu cảnh vật đều hiểu. Sái trời nghịch tiết sẽ tiêu, mong nhờ thần thánh độ điều ruộng nương. Đầu cuối lại tàn dương Bồ Tát, mong ngài thương độ đạt ba gia. Hôm nay khắp cả mọi nhà tưởng thờ thân giấy ngôi gia hết lòng. Đầu cuối lại lệnh ông Nam Hải, giúp chúng con gặp phải gặp lành. Khói hương khấn nguyện chí thành, lệnh ông Nam Hải ban hành quyền di. Đức Nam Hải đại bi đại phúc, giúp chúng sanh hạnh phúc ấm mê
sông mi phổ gió to mong ngày hổ đạo giúp cho thanh nhàn đầu cuối lại thanh ni mang giáo chỗ hỏi thanh thần đầy đủ trắng ngang lòng qua sắp sửa hè lòng qua hỏi đảo điên tâm tưởng lại thánh ni thần cứu dưỡng nội gia hạ màn dứt hỏi lòng qua lòng thành con tưởng bãi xa ngàn trùng đầu cuối lại thủy cùng hãy trải nghiệm màu sai bãi nạn nương thầy cùng phép báo chẳng được hô phong quán dù quỷ dương mất hồn đại thị tương tài con tài võ dù lòng cầu mua giỏ dương quay giết trời ma quỷ hắn sai hạ màn trăng thổ phân hai thủy điền chẳng khói lửa dữ nguyên địa thể giúp người đời đại sĩ đại hiền người nào có được căn viên thất ngưng bảo hộ y nguyên linh hồn đầu cuối lại địa môn âm phủ qua giúp chúng con tỉnh ngủ quên ba đạo con tưởng mẹ nhớ cha an toàn dứt hội long qua con về long qua hỏi ẩu ê thi thề con lại cầu khóc kể đến ông từ đây cố gắng lòng mong nhờ địa phủ tử vong thả hồn đức âm phủ địa môn thương xót tha phần hồn khỏi lo diêm dương nghiệp tân tội lỗi tai ương cuối sinh địa phủ xót thương hồn trần đầu cuối lại long thần hộ pháp ma giữ cửa thiền trấn áp yêu ma người tu bái lại hằng hà mong nhờ hộ pháp độ qua người lành nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu cuối lại thổ thần chủ đất hộ gia đình cảnh vật quê hương việc gì cũng có ngủ phương ở an kính trọng ngủ phương hết lòng đầu cuối lại bạch hồng ngũ hổ á nhờ sơn thần bảo hộ năm non
lên non xuống dành chúa toàn trường kỳ ngũ hảo độ con qua ngày đầu cuối lại thần tài đại đức nga đạo chúng con mặc sức mà ăn nghĩa nhân đạo đức nắng quặng thần tài bảo hộ lộc ngân cơ khoai đầu cuối lại đức ngài thổ địa độ người đời hiểu nghĩa bán buồn mùa mai bán đất chẳng buồn giữ tròn đạo nghĩa bán buôn hòa đồng cầu thần địa hết lòng chứng giám cảnh trần đời ám đạm biết bao bán buôn chẳng biết làm sao cho vừa lòng giá người nào cũng vui mong thổ địa khiến xuôi cho rõ ban giới buồn phân tỏ cầm cân đổ cho ba tâm chốn trần ban buôn giữ dần lòng vọng tưởng lại cầu thần gió cho chúng con hiểu rõ cuộc phong nửa đêm lo sợ pháp phòng nghĩ rằng thần gió cuộc phong bất ngờ mong thần gió ngó lơ một chút để chúng con hạnh phúc hay ấm hay nọ gió phong sóng lớn thật to chúng con xin sống đắn đo pháp phòng đời tận thế cụ rồng nói vậy không chỗ nào chạy khỏi gió mưa rền gian sấm sét chẳng vừa phủ dây trần trễ không chừa ép gian xin thượng đế ngọc hoàng tha thứ cho chúng con thi cử mạng ba độ sanh độ tử từng nhà cuối đầu con lại đức cha ngọc hoàng ba tiếng sấm nổ vang sập núi tâm thần con chui nhủi đi đâu cha ơi cha ngự tây lầu nỡ nào cha để địa cầu phụ con xin từ mẫu cung son cô giết ngã cho chúng con giảm bớt tội tình ngày nào con cùng đinh ninh nỡ nào mẹ bỏ con mình hay sao xin đất rộng trời cao chứng giám con thể nguyện không dám bỏ tù thần thông kim mẫu hộ phù ngày nào cũng giữ chữ tu tận tường.
mong từ mẫu xót thương con dạy tại con thờ con hãy mẫu thân để cho mẹ xuống phạm trần thật là tội nghiệp mẫu thân vô cùng. Mẹ phải bỏ diêu cung hạ thế cùng vì con khóc kể trên là tháng gian dơi đức mẹ già làm cho mẹ phải lệ xa cơ hàng dòng lệ cháu hai hàng lý nhỏ không đành lòng mẹ bỏ con thơ. Con ơi ráng đợi ráng chờ hôm nay mẹ xuống trần đời bên con. Xin kim mẫu cung son chứng chiếu con lại cầu trả hiếu mẫu thân vì con mẹ xuống phạm trần làm cho mẹ khổ tâm thân đã già. Con vui lại xin tha tội lỗi sửa lòng mình cái hối từ nay. Mẹ cha ngự chốn lầu đài con nguyện một dạ hắn sai đảo màu con đành lễ lại cầu tam giáo xin cộng đồng dạy bảo cho con. Từ nay con hứa lo tròn lấy cầu tam giáo chứng con sổ vàng. Nam mô Tiên Bang Đại Đẳng phong danh thượng cõi pháp đạo ba lần đại hiện. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối lời dứt nghĩa chuyện Long Hoa Kinh khuyên dạy chúng sinh hãy xuống tận tình trì kinh cứu khổ. Phật trời dạy dỗ phù hộ chúng con ráng học lo tròn bung son lai gót. Màn này màn chót thấm thoát sẽ qua có mẹ có cha Đức Phật Di Đà Thích Ca dạy dỗ thánh tiên bảo hộ giác ngộ mau mau. Bữa cháo bữa rau sum họp một màu cùng nhau quan hỷ ráng đi tu sĩ. Tích lũy đạo màu năm châu bốn biển lựa tiễn anh tài ra tay lập hội hoàng bào mão đội. Mau mau tắm gội xả tội hồng trần lập thân màn chót thấm thoát sẽ qua dứt hội long qua sum họp một nhà. Cháu con hiền sĩ hữu lý hữu tình tụng Long Hoa Kinh giải thoát chúng sinh tiên thánh đăng trình chứng minh hiền sĩ vô sanh vô dị khổ dị vô danh được ban phép lành gắn công tu sửa hằng ngày hằng bữa lọc lửa mà chi Đức Mẹ diêu trì từ bi hỷ xả.
dông hồn ngủ ngả. Những dạ mà tu khuya sớm công phu, có mẹ hộ phù hồn linh siêu thoát. Màn chót quân ba lục tự Di Đà, giữ an trong dạ đừng cho nghiêng ngả. Pháp đạo tu trì quy y hoàng mẫu, đèn lòng soi thấu theo dấu mẹ hiền. Hoa tiên đua nở muôn thuở an nhạc, lập đàn linh dị dạy người tu sĩ. Giữ kỹ tôn thờ ước mơ đạo giáo, giữ ngay lòng thảo mẹ cha dạy bảo. Cố gắng tịnh hiền quy nguyên tâm pháp, đền đáp mẹ thầy. Nam mô Tây Cung Hoàng Mẫu cứu vãn chúng con dứt khỏi nợ trần. Nam mô Vô Thượng Hư Không Phụ Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, cảm ứng chứng minh xuất hiện trần gian cứu độ quần sanh, chuyển thành cơ quy nhất. Con quỳ trước giữa điện tiền, cúi đầu đánh lễ mẹ hiền thứ tha, cúi xin đại đức mẫu bà cô con dứt khỏi lòng qua trở về. Thành tâm con nguyện, con thề nhất tâm đảnh lễ lời nguyện hôm nay. Tam thiền nam nữ gái trai đồng lòng kinh bái tại ngai đền vàng. Trước là con chứng lòng con dạy hướng gian cảnh thành, từ đây sám hối tu hành trao dồi kinh sử đọc rành đạo tâm. Lại này con lại Quán Âm gắn công gắn sức tâm chữ tu, đời này như ánh nguyệt lô chiều tàn bóng xê mê mồ tối tâm. Khẩn cầu đức mẹ Quan Âm chúng con mê muội lạc lầm đường đi, xin Bồ Tát hộ trì cho con. Chữ tu cố gắng lo trọn màn ba dứt hỏi hồn con trở về. Cánh trần là chỗ tạm tế tu hành, trở lại cũng quê mẫu hoàng. Màn ba mẹ mở khoa tràng, con nguyện hết dạ giữ an đạo màu. Dẫu rằng mẹ ngự nơi đâu, chúng con cố gắng lễ cầu Giáng sinh. Thọ trì nhất quyển Hoa Kinh, cuối sinh Hoàng Mẫu chứng nghiêm minh lòng thành. Nam mô Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam mô Phật Mẫu Diêu Trì cảm ứng chứng minh. Thank you.
trễ đò, con phải đò xa. Từ đây đôi ngã, con cha đoạn lìa. Bảy ức niên mất tánh linh kia, thôi ngàn thu vĩnh biệt, cha đành mất con. Các con ơi, trễ bận này là bảy ức niên mới có cơ hội tiến hóa. Rồi mất hết linh tánh, mà mất hết linh tánh thì coi như vĩnh biệt luôn rồi con. Thương cha, thương mẹ thì lo mà về,